Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chuẩn bị cho thời pháp thoại chiều nay, chúng con thành kính cùng thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Phật ơi, Nam mô
kính cung thỉnh thầy an tọa. Kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thì thực hiện phương châm xin đừng làm khổ nhau mà sáng nay thầy đã chia sẻ với đạo tràng chúng con, cũng như thực hiện theo lời chỉ dạy của Đại Đức Tiến Thị Thích Đồng Thành sáng nay, là trải rộng lòng từ của một người con Phật. Cho nên chúng con quyết tâm sẽ không làm cho thầy khổ nữa. Vì thế chúng con sẽ cố gắng tu tập. Mong rằng buổi pháp hội chiều hôm nay sẽ là một buổi pháp hội vô cùng ý nghĩa, mà chúng con tiếp nhận được những lời chỉ dạy của thầy chiều hôm nay nhân khóa tu lần thứ 53 này. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thầy bắt đầu tuyên dương pháp hội. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên chúng tôi xin kính chúc các vị một ngày tu học tinh tấn và đem lại kết quả tốt nhất để được an lạc trong khóa tu lần này. A Di Đà Phật. Sáng giờ tu có an lạc không? Hả? Đời khổ nhiều rồi, cho nên chúng ta đi tu cho đời bớt khổ. Mà chúng ta đi tu cứ gieo oan trái cho nhau hoài là chúng ta tạo nghiệp. Sáng nay thầy Đồng Thành đã hướng dẫn cho chúng ta những cách trải rộng tâm từ để xóa bỏ những cái sân hận, ích kỷ, thù hận. Và tôi thấy trên cuộc đời này chúng ta gieo khổ đau nhau cũng rất là nhiều. Oan trái từ những cái thái độ ích kỷ, hẹp hòi hay là sân si tật đố của chúng ta. Và tôi thấy chỉ có lời dạy của Đức Phật sẽ giúp cho chúng ta giải quyết các vấn đề này tốt nhất. Cho nên tôi nhớ ngày xưa có những câu thơ mà xưa cũ mà chúng ta từng được biết. Tiếng chuông thức tỉnh trong đêm vắng, thử hỏi lòng ai giác ngộ chưa. Những cái lời này nó rất bình thường nhưng mà nó rất có ý nghĩa. Những cái hình ảnh của Phật giáo, những hồi chuông, những buổi tu tập, những thời kinh kệ, nó giúp chúng ta hóa giải được rất là nhiều điều. Không có gì tự nhiên người ta ca tụng để đưa lên một cái rất là cao quý như vậy. Và những người nào sống trong chánh pháp thì chúng ta sẽ cảm nhận được điều này sâu sắc. Và chúng ta giúp mình vượt qua với chính mình, có đầy đủ bản lĩnh và kỹ năng hơn. Tôi nhớ cách đây hơn 20 năm, thầy tôi có kể lại câu chuyện. Thì ở xóm tôi thì cái chuyện đó nó cũng đã trôi qua trong cái thời kỳ sau chiến tranh Việt Nam. Thì những nhà hàng xóm với nhau, có những người có điều kiện tốt hơn, họ hay ăn hiếp những cái gia đình mà yếu thế hoặc là nghèo hay là có gì đó. Thì trong cái quá trình mà họ có điều kiện và cơ hội hơn á, thì họ ăn hiếp nhà hàng xóm, cho nên nhà hàng xóm để lòng. Mà cái thời buổi đó là họ chưa có cái điều kiện để gọi là trả thù, mà họ nuôi trong lòng. Mà lúc thời điểm mà cái gia đình kia thắng thế thì họ lúc nào họ cũng im lặng, dân dân dạ dạ, họ chịu. Thì sau cái thời gian đó rồi thì gia đình kia có cơ hội thắng thế hơn. Đời người ta nói kiến ăn cá, khi cá ăn kiến nó là như vậy. Thì cái đầu tiên nhất mà gia đình kia trả thù đó là gia đình kia có một đứa con còn nhỏ. Trong cái lúc đi tắm mà lên cây cầu ở quê chúng ta biết cầu tắm thì thường thường cầu dừa đó. Thì nó có cái dốc nó lên, nó còn nhỏ lên không được. Nó nhờ cái người con của gia đình bên kia đó mà lớn hơn rồi đỡ lên giùm. Thay vì nắm tay đưa lên cầu, cái nắm tay nó đập xuống cầu và nó bỏ đó luôn. Thì đó là lần đầu tiên. Tới lần thứ hai là chuyện này thì thầy tôi kể lại á, là gia đình này nè, khi mà ở đó cái bị người mà quan trái trước kia đó, họ trở lại họ trả những cái món nợ nhiều thứ, cho nên là ở không nổi, cho nên phải dọn nhà đi. Và dọn nhà đi trong đêm đó thì khoảng 3 giờ khuya thì gia đình đó dọn nhà đi để không ai biết gia đình đó rút khỏi nơi sớm đó. Thì câu chuyện được kể lại là cái vị chủ nhà bên kia đó lúc đó biết cái gia đình này á, lục đục giữa đêm dọn nhà đi, cho nên là giác súng là gình, là ý tưởng là muốn bắn chết để mà gọi là trả thù.
nhắm rất là kỹ rồi đó. Nói chung là chỉ là cần một chút nữa thôi là bóp cò đó. Thì trong thời điểm đó thì cái chùa tôi ở dưới á, 4 giờ khuya là thầy tôi thức dậy công phu. Thì cái vị này sau đó mới tâm sự rằng là đêm đó chính bản thân ông đã nhắm chính bắn cả gia đình đó, mới hả được những cái cơn giận mà từ xưa giờ người ta đã ấm ức trong lòng. Và sự thật khi mà vừa chuẩn bị hành động điều đó đó, tại sao lúc đó là chuông chùa lại đóng và những cái tiếng chuông chùa vang vào trong tai ông á, nó làm cho con người ông thức tỉnh một điều gì đó. Và nhiều lần ông định bắn và buông tay xuống, bắn buông tay xuống, cuối cùng rồi đó, những hồi chuông liên tục kéo dài và ông bỏ cuộc. Thì những câu chuyện này nó làm cho tôi suy nghĩ rằng đạo pháp giúp cho con người ta giải quyết các vấn nạn của xã hội, và bao gồm tất cả những ý nghĩa hận thù do nhiều lý do. Và chính vì điều đó tôi muốn chia sẻ với các vị trong bài giảng hôm nay là đừng gieo rắc hận thù. A Di Đà Phật. Thật ra mà nói, trên đời khổ nhiều rồi, nhưng mà hận thù làm cho con người ta khổ đau mà đáng khiếp sợ, phải nói là như vậy. Cho nên Đức Phật nói là bản chất cuộc đời là đau khổ, câu này hoàn toàn là chân lý. Dĩ nhiên một vài người có tu tập và vài người có một ý tưởng tốt á, họ có thể giúp họ vượt thoát ra khỏi những khổ đau một cái cách an lành. Và những người có trí tuệ á, thì họ không thể để cho họ lún vào trong sai lầm, trong tội lỗi. Và những người có đạo đức và có từ bi thì họ lại càng không để cho ân oán kéo dài từ đời này đến đời khác. Người ta suy nghĩ một cách tích cực để người ta giúp người ta. Trên cuộc đời này có hai yếu tố căn bản để dẫn đến khổ đau của con người. Cái yếu tố thứ nhất là yếu tố của thiên nhiên, và yếu tố thứ hai là yếu tố con người. Yếu tố thiên nhiên nó thuộc về quy luật rồi. Ví dụ vừa rồi trận động đất ở Nepal với cường độ là 7,8 đến 7,9 độ Richter và dẫn đến những cái chết của hàng chục ngàn người như vậy. Tan nhà nát cửa, những cái đền đài, những cái cơ sở tôn giáo hàng ngàn năm được UNESCO công nhận là những di sản văn hóa thế giới cũng gần như đổ sập hoàn toàn. Và mọi người sống la liệt trong những cái vùng mà gọi là tâm chấn, chết vô số, và những người còn lại thương vong tương đương như cái số chết như vậy. Và tôi cũng có lên tiếng để kêu gọi để mà chia sẻ cứu trợ cho Nepal. Vì sao tôi có cái nguyện vọng làm điều đó? Bởi vì tôi nghĩ Nepal là quê hương của Đức Phật. Chúng ta là người con Phật, chúng ta cũng xem đó như là quê hương của chúng ta. Dù hôm nay Phật giáo không còn trên đất nước Nepal, sự còn nó chỉ là một con số rất là nhỏ, ít ỏi, khiêm tốn thôi, đã thuộc về những cái tôn giáo khác ngự trị rồi. Nhưng mà đối với người con Phật chúng ta, biết nơi đó là cái nôi của Phật giáo, thì chúng ta là người con Phật cũng có ít nhiều cũng có trách nhiệm. Vậy thì cái việc mà gọi là động đất, thiên tai là quy luật của thiên nhiên, của trời đất. Cái đó không có con người nào can thiệp được hết á. Bão tố cái này kia có dự đoán đồ này kia, thậm chí sóng thần cũng có thể dự đoán được trước rồi chút đỉnh. Nhưng mà động đất là không có ai mà dự đoán được hết á. Những cái việc mà gọi là động đất là thôi phải chịu thua thôi. Nếu động đất mà dự đoán được á thì người ta không thương vong nhiều như vậy. Các vị biết năm 2010 cái trận động đất ở đất nước Haiti dẫn đến cái chết của 230.000 người. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Cái con số này nó có sự chênh lệch giữa các cái thông số khác nhau, nhưng mà thông số cao nhất là 230.000 người. Một cái chết do trận động đất á, bởi vì đâu có ai chuẩn bị trước cái điều này đâu. Các nhà khoa học chỉ cho biết là những vùng đất nó có sự dao động, nó có thể xảy ra động đất. Nhưng mà không ai biết rằng là trận động đất xảy ra khi nào. Một cơn bão người ta có thể dự đoán cho chúng ta được 5-7 ngày, 3-4 ngày. Nhưng mà động đất là không ai có thể dự đoán được cái đó trơn trời á. Người ta cũng làm nhiều cái điều kiện để mà đo trong cái dao động của đất á, nhưng mà đo cũng không có thể chính xác được và cũng không có cho người ta những kết quả gọi là đáng tin cậy được. Thời điểm tôi ở Ấn Độ á,
tôi bị động đất, nó nhà nó tưng tôi nhảy đất luôn à. À, mình ngủ mình đâu có hay. Nhưng mà khi nó động đất rồi tự nhiên tôi nghe gầm 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 cái tôi lọt dưới, tự nhiên mà mai nằm cái niệm vậy thôi, lọt xuống đó thôi. Người mình nghe rầm 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 cái là điện đồ tắt hết và chúng ta nghe chim cò la ốm tỏi hết trơn vậy đó. Rồi thì nghe những người ta la lên vậy kia thì mình mới biết lúc đó là động đất, chứ không có ai dự báo trước về điều đó trơn trời. Nhưng mà mai có 4 độ Richter hay là 4 độ mấy gì đó thôi. Chứ quốc cỡ 7 độ mấy tôi không có cơ hội về Việt Nam mà. À, xin thưa các vị, đó là những cái điều mà người ta không dự đoán trước. Cho nên là động đất là một trong những cái đáng sợ. Chúng ta phải biết vậy đó. Như vậy rồi chúng ta thấy cái trận sóng thần của Nhật Bản cũng từ động đất nó mới đưa đến sóng thần. Cái gọi là động đất mà 9 phẩy Richter đó là cái chuyện đó là gọi như là cao cái bằng ngất ngưỡng. Phải nói là Nhật Bản là những đất nước mà sau động đất mới còn lại ít nhiều á. Chứ cơ bản nhất là những cái nơi mà xây dựng không có chống động đất á. Tôi nói chừng 8 độ Richter là không còn một ngôi nhà nào còn có mặt hết á. Chúng ta thấy mà những đất nước thường xảy ra động đất, hàng năm có hàng ngàn cuộc động đất. Là nhỏ thôi. Ở tại đất nước Nhật Bản như thế. Như vậy thì các vị thấy khi mà trận động đất rồi kéo theo sóng thần. Sóng thần đó dẫn đến cái chết gần 20.000 người Nhật Bản. Mà chúng ta bây giờ chúng ta có xem là những cái clip video đó chúng ta thấy nó kinh hoàng thiệt á chứ. À, mình phải nói là mình giống như con kiến mà đã đang bò ở trước mà xe hủ lô. Con người chúng ta đối với những cái sự tàn phá của thiên nhiên á, nó y chang như con kiến mà bò trước hủ lô vậy đó. Xe hủ lô thì chạy chậm đối với chúng ta, nhưng mà đối với con kiến á, xe hủ lô chạy về lè lẹ lắm. Và chúng ta có cái tốc độ như con kiến mà so với xe hủ lô mà chạy vậy thôi. Không có chạy đường trời nào cho khỏi hết trơn trời. Đó là sự mà tàn phá của thiên nhiên, đó là thuộc về quy luật rồi. Không có một bàn tay nào có thể can thiệp vào được việc này. Và không có một ai làm thay đổi được nó. Chỉ có điều là tùy nghi để tìm cách né tránh. Chứ không có cách nào để gọi là làm thay đổi được. Một cơn bão không ai làm cho nó đổi hướng hoặc nó tan hết trơn trời. Không có làm được đó. Hoặc là cái việc mà động đất xảy ra không ai làm cho nó ngừng lại. Nó đừng có rung lắc hết trơn trời. Không có được chuyện đó. Cho nên đó là cái sức tàn phá của thiên nhiên. Mà con người chúng ta cảm thấy rằng khiếp sợ. Nhưng mà nỗi đau khổ đó là quy luật rồi, không ai trách ai á, không ai ngồi đó mà trách ông trời. Đau khổ rồi chịu, ví dụ có bão lụt tới chịu, thiên tai tới chịu, động đất tới chịu. Và chỉ chúng ta than thân trách phận, chúng ta gặp những hoàn cảnh đó khổ đau. Nhưng mà chúng ta không có người này trách người kia. Nhưng mà có những khổ đau chúng ta trách và ôm hận à. Chúng ta có khi nào hận về cơn bão không? Hay là hận về động đất không? Chúng ta không có hận được. Nhưng mà có những khổ đau quan trái chúng ta hận. Đó là những khổ đau quan trái do con người gây ra. Cái này là cái mà Đức Phật can thiệp, Đức Phật hướng dẫn và Đức Phật dạy dỗ. Chúng ta phải thấy cơ bản nhất từ những cái nguồn gốc căn bản để dẫn đến hận thù, để dẫn đến quan trái là cái gì? Tham lam, ích kỷ, đố kỵ, sân hận. Tất cả những cái này là những động cơ để dẫn đến cái sự thù hận của con người. Và chính cái sự thù hận đó cho nên con người mới tìm cách trả thù. Cái này đáng sợ. Cách nay vài tháng, cơ phó của chuyến bay của Đức, dường như nhớ không lầm là bay từ Tây Ban Nha trở về Đức và bay ngang qua một cái dãy núi của Pháp. Thì anh ta biết cái địa hình của Pháp và anh ta đã chọn cái cách bằng cách là đâm máy bay xuống núi để tự sát. Dĩ nhiên là máy bay gặp nạn là chuyện thường xảy ra. Chúng ta thấy trong mấy năm qua đó, tai nạn hàng không là cái chuyện mà xảy ra dường như là liên tục. Không ai trách ai về điều đó. Kỹ thuật máy móc nó có sự sơ suất, hoặc đôi khi thời tiết cũng có thể dẫn đến những tai nạn thương tâm như thế. Nhưng mà người ta đáng tiếc ở đây, đáng tiếc là tai nạn máy bay này là do chủ động của con người. Là người ta trách ở chỗ đó.
Chứ còn tai nạn xảy ra mọi người đều chia sẻ thương tâm buồn và không có ai trách ai về điều đó. Trong những cái nguyên nhân để dẫn đến mà cái tai nạn máy bay, người ta đưa ra nhiều nguyên nhân lắm. Trong đó nguyên nhân anh ta bị stress nặng, trầm cảm, rồi anh ta vừa bị chia tay với người yêu, vân vân. Nhưng mà có một cái động cơ mà chúng ta đáng sợ, đó là động cơ anh ta đã từng tâm sự với người yêu anh ta. Đó là anh ta nói như thế này: anh sẽ làm một điều gì đó để cho cả thế giới này khi nhắc đến là nhớ đến anh ta. Như vậy đây là một cái quan điểm rất là ích kỷ. Tức là mình muốn làm một cái điều gì đó cho chính bản thân mình, thế giới biết đến mình, mà không mang cái nghĩa là hy sinh gì, một cái chung hay là cống hiến cho cái tổ quốc, hay là làm nhiều việc lợi ích cho cộng đồng. Mà anh ta chỉ nghĩ rằng anh ta làm một cái điều để mang 149 mạng người chết theo anh ta, để rồi thế giới mỗi lần nhắc đến là nhớ đến anh ta. Cho nên khi cô bạn gái mà hay tin mà chiếc máy bay của chính cơ phó có mặt ở trên đó, thì cô ta nhớ ngay. Tại vì từ ban đầu anh ta nói như vậy rất nhiều lần mà cô này không hiểu. Tức là không biết anh ta muốn làm điều gì đó để thế giới nhớ đến anh ta. Nhưng mà khi chuyện đó xảy ra, cô nhớ ngay. Cái câu này là anh đã ám chỉ từ rất lâu. Và cuối cùng muốn thế giới nhớ đến bằng cách là anh ta tự sát và lôi theo 149 mạng người chết hoang mạng như vậy. Như vậy thì ở đây một cái ước mơ, một cái khát vọng, một cái mong muốn quá ích kỷ của con người. Sự ích kỷ đó bất cần đến sự hạnh phúc an nguy của người khác. Cái đó nó kéo theo hàng trăm ngàn cái hệ lụy khác xung quanh đó. Về nhân quả của Phật giáo chúng ta rất khó nói. Nó còn đẩy cho con người chúng ta đi vào trong một cái dòng lẫn quẩn của nhân quả đó. Cái này là một sự phức tạp mà chúng ta không thể giải thích bằng những cái hiểu biết phàm phu của chúng ta. Hai từ nhân quả ai cũng biết hết đó. Và người học Phật chúng ta thấy rằng từ nhân quả là dễ hiểu nhất á. Nhưng mà xin thưa với các vị, đó là một trong bốn cái điều mà gọi là bất khả tư nghị. Cả Đức Phật cũng đã từng nói rằng trong bốn điều bất khả tư nghị có một điều là đường đi của nhân quả, là Đức Phật cũng không thể hiểu hết. Đây là điều mà các vị nên nhớ. Cho nên bài triết lý nhân quả tôi đã chia sẻ với các vị như một khái niệm cơ bản chung vậy thôi. Còn cái tính chất của nhân quả là một điều cả những bậc tuệ giác mà còn nói như vậy, huống gì là hiểu biết phàm trí của chúng ta. Đó là những điều mà tôi nói là gây ra quan trái đau khổ mà do con người gây ra đó. Ngày hôm qua có một cô Phật tử quy y tại chùa này thì đến gặp tôi. Đúng ra là những cái ngày mà gần tới khóa tu, tôi dành nhiều thời gian cho công việc, tôi không có muốn tiếp khách. Nhưng mà vì than gian khóc lóc gì đó, rồi cuối cùng mà những người khác phải mũi lòng, rồi cuối cùng tôi cũng mũi lòng. Thành ra điều đó tôi gặp cô. Khi ngồi nói chuyện tâm tình thì thật ra có những chuyện mà mình thấy rằng sống trong cuộc đời đúng là không phải dễ. Cô ta nói là cô ta gặp một điều ngang trái quá. Lòng sân si và giận tức á, nó đang đè nén trong lòng. Mà trong khi cô là người Phật tử, cô không biết phải xử trí làm sao. Cho nên cô mới đến nhờ tôi có một vài ý kiến để giúp cho cô mở rộng các vấn đề để suy tư. Cô nói là vài tháng trước con có lời tâm sự với thầy. Khi con bị bệnh ung thư, thầy biết chứ, thì nhìn cổ thì tôi nhớ. Thì cô nói là trong thời gian con đi điều trị bệnh ung thư, con giao cái cơ sở buôn bán, dường như là buôn bán đồ gỗ á, cho người chị ruột của con. Thì cái người chị ruột đó lợi dụng cái thời gian con đi điều trị bệnh á, thì chỉ tìm cách là chỉ buôn bán bằng cách là khống giá, và chỉ lấy những cái số tiền đó chỉ dành riêng cho chị mà con không hề hay biết. Sau mấy tháng trời con điều trị ung thư và con không can thiệp gì đến sự buôn bán, thì bây giờ đụng cái là chỉ không quản lý cho con nữa, chỉ trả cơ sở này lại cho con. Chỉ có điều là chỉ gom hết vốn rồi chỉ mở một cái tiệm ngang nhà con, cũng kinh doanh y như vậy. Mà con bây giờ con thống kê lại thì không còn tiền. Đồ đạc của con còn bao nhiêu tiền bằng cách trừ cống kiểu gì đó, chỉ trừ hết như vậy con không còn đồng nào hết á.
rồi chỉ đưa con cái cơ sở như cái giỏ vậy đó, rồi bao nhiêu mối mang hàng quá gì, bây giờ bao nhiêu tháng trời con tin cậy chị, con không biết gì hết, mà chỉ lại mở cơ sở. Nếu mở ở xa đi thì con cũng không trách, cái này chỉ thuê cái mặt bằng đối diện ngang cơ sở con, chỉ mở một cái cơ sở như vậy. Bây giờ thầy nghĩ con phải tính làm sao? Các vị tính sao? Người ta ngồi trong lửa, cái người ta bốc nói thầy ngồi phụ với con. Thật ra nghe câu chuyện đó thương tâm chứ. Cậu nói là thầy, cái chứng bệnh con bây giờ là chưa hết mà, mà những nỗi buồn mà bức xúc là bệnh con nó sẽ tăng. Con không muốn nhưng mà lòng cay đắng quá. Nếu một ai khác con không cay đắng, nhưng mà chị ruột con cay đắng. Thì tôi mới ngồi phân trần. Tôi nói dĩ nhiên là cái chuyện của cô đúng là gieo oan trái, đúng là để đem đến hận thù. Mà hận thù không biết làm sao hận thù. Chị em ruột muốn hận thù hận làm sao, nhưng mà làm như vậy kêu người ta không hận cũng khó vô cùng. Cho nên có những điều mà tôi nói với các vị là đặt những vấn đề khó xử, và người Phật tử chúng ta cần phải tỉnh táo sáng suốt trong các việc này. Cho nên tôi đã từng chia sẻ với các vị trong những cái điều mà điều thứ 10 của Luận Bảo Dương Tam Muội á, trong 10 điều tâm niệm á, oan ức không cần bày tỏ đó, bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài đó. Tôi nói cái câu này nó phải dành cho hàng Bồ Tát chứ không phải như hàng chúng ta. Tôi nói vậy đó, tôi từng nói rồi mà, đúng là cái đó nó nằm trong hàng Bồ Tát. Khi tu hành nhẫn nhục ba la mật thì không đúng sai phải trái, còn sống trong cuộc đời này nó có tình có lý, mà bằng cái hiểu biết phàm phu của con người cũng có thể cộng trừ nhân chia và đánh giá được các vấn đề. Trong khi vấn đề như vậy, tôi kêu cô đừng thù, cô không phải là Bồ Tát, tôi nói thật. Và nếu tôi gặp như cô, chắc gì tôi nghe được lời khuyên đó. Tôi nghe không, tôi đã máu tôi lên rồi, chuyện của người ta mà như thế. Rồi bây giờ kêu tôi khuyên, tôi nói thật sự các vị, tôi cũng ngồi trầm ngâm suy nghĩ và tôi kiềm chế cái dao động của con người mình. Thật ra mà nói, những cái điều đó đó tôi thường thường tôi hay suy nghĩ, bức xúc lắm, nhưng mà bức xúc nhiều rồi, giờ mình lớn rồi phải kìm lại chút. Tôi mới tìm cách lý giải cho cô. Lời đầu tiên tôi nói là đúng là chuyện này chị cô quá đáng. Tôi nói thẳng là như vậy, chị cô làm một hành động này quá đáng. Về đạo đức của con người, lương tâm con người không thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là cô đang bệnh tật, cô phải tìm cách cứu cô bằng một cái suy nghĩ gì tích cực đây nè. Bây giờ cô không thể đấu xảo lại với họ, cô ra cô nổi tức một thời thì ung thư cô nó tái phát, cô sẽ chết, cô không làm được gì cả. Mà kêu cô không giận tức thì cô không thể được. Bây giờ tôi chỉ nói một điều, tôi đặt vấn đề, tôi hỏi cô. Một cái nhà hàng xóm nó kế dách cô, nó mở một cái tiệm y chang như vậy, thì cô nghĩ sao? Như vậy về mặt kinh doanh, khách quan ai cũng có quyền buôn bán giống nhau. Về cơ bản luật pháp người ta không sai, về mặt kinh doanh làm ăn người ta cũng không sai. Và tôi mới nói rằng tôi đi các dãy phố của thành phố Hồ Chí Minh nè, tôi thấy những cái nhà mà bán tạp hóa, bán những cái món giống nhau, ví dụ bán mà gọi là tạp hóa đi, tôi thấy nguyên cái dãy tạp hóa hết. Rồi làm photocopy thì nguyên cái dãy photocopy hết. Và như vậy lúc đó ai hận ai? Bởi vì trên nguyên tắc người ta có quyền kinh doanh. Vậy thì bây giờ cô để cái tình nghĩa chị em ra đi, chị cô không hỉ ra được tình chị em, thì trước hết cô xem đầu tiên nhất là một cái nhà hàng xóm nào đó nó mở ra cái tiệm bán giống như mình, thì bây giờ chỉ có điều là cạnh tranh buôn bán có thể xảy ra, nhưng mà không có gì để gọi là thù hận. Như vậy thì cái đầu tiên tôi cho cô suy nghĩ rằng là nếu một người khác họ buôn bán như vậy thì cô cũng cảm thấy bình thường. Thì bây giờ chị cô không còn nghĩa tình mà làm ăn như vậy, cái chuyện này nhân duyên phước báo tôi không đặt vấn đề, mà đặt vấn đề ngay là thì tôi khuyên cô nên nhìn rằng
cứ như một cái nhà hàng xóm nào đó họ mở cái shop buôn bán đi. Điều quan trọng nhất là cô hãy củng cố lại tất cả những gì có được để cô làm ăn. Để mà mình kinh doanh lại, buôn bán trở lại, để có khách hàng trở lại, vân vân. Thiên hạ người ta nhìn vào người ta biết. Và cô nên nhớ rằng hàng hóa nào giữ khách được, chứ hàng hóa đồ gỗ nó không có giữ khách. Bởi vì mỗi một món đồ gỗ người ta xài lâu lắm. Người ta xài tới mười mấy, hai chục năm lận. Cho nên đa phần đồ gỗ là khách mới thôi. Cho nên điều quan trọng nhất, cô cứ phết trương làm ăn và cô cởi mở lên để cô tiếp nhận mọi người. Và cuộc đời của cô nghĩ đã đường cùng không còn dài nữa. Thì sự nghiệp trong cuộc đời là cái gì? Nếu mai này cái chết xảy ra là cái gì? Thì thôi bây giờ có tới đâu làm tới đó. Đời không ban tặng được cho ta, người thân không giúp đỡ được cho ta, thì ta cũng phải thương ta để tự giúp đỡ chính mình. Cô hãy an tâm quay trở về. Trong khi cô là người Phật tử, cô có đủ cách suy nghĩ một cách tích cực. Người không có tu không suy nghĩ được như cô. Cô đến đây hỏi được thầy như vậy là thầy biết cô đã kiềm chế trong cái nỗi lòng dữ lắm rồi. Thành ra thầy nghĩ rằng là cái này thưa kiện ra, đấu đá ra, không ai thắng mà không có lợi, mà cái người thiệt thòi đầu tiên nhất là cô, bởi vì cô là bệnh nhân mà. Cho nên điều quan trọng hãy giữ tâm thái an lành, suy nghĩ các việc tích cực và về làm ăn trở lại bình thường. Đôi khi cái phước báo cô nó đến, nó sẽ có những cơ hội giúp cô thay đổi cuộc đời. Mà điều đó không do bất cứ một ai có thể quyết định được. Lương tâm đạo đức của con người là quyết định tất cả. Tôi khuyên cô vậy rồi, cô cảm thấy rằng ráo nước mắt và cô đứng lên cảm ơn tôi, cô đi về. Mà không biết cô về cô có khỏe không? Như vậy những trường hợp đó chúng ta thấy rằng con người vì tham lam ích kỷ đã đem đến hận thù. Nếu một người không có tu tập và không có một lời can thiệp từ những cái người tu trong Phật giáo, hoặc là bản thân của người đó không phải là Phật tử, các vị nghĩ điều gì xảy ra? Có thể người ta đây chém chết nhau không? Hoặc người ta đốt nhà nhau không? Hoặc là người ta thuê giang hồ, người ta làm chuyện này gì khác không? Những cái hành động đó có thể dẫn cho người ta đến được chứ. Vậy quan trái trong cuộc đời tự nhiên có sao? Có ra từ những con người ích kỷ, tham lam một cách thiếu đạo đức đã dẫn đến những cái chuyện quan trái như vậy. Rồi khi chúng ta quan trái khổ đau, chúng ta nói phải dè, hoặc chúng ta đổ thừa. Đổ cái gì? Chính mình làm quan trái đó mà đổ thừa cho ai? Cho nên người Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta khác người khác một bước. Cái hành xử của chúng ta dầu sao nó cũng có một cái lương tâm đạo đức và lời Phật dạy kiềm chế chúng ta. Hãy nói là như vậy. Cho nên tôi chỉ nghĩ rằng cái chuyện tu học của chúng ta là những cái lợi ích cho bản thân và cho xã hội dữ lắm. Trong cuộc đời này nếu mà chúng ta thiếu tu tập, thật sự sống giữa cuộc đời rất là mệt mỏi. Những người Phật tử là những người đối diện với cuộc đời. Làm ăn, buôn bán, thương trường, ngoại giao, tất cả mọi thứ là sống với người đời. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta nghĩ cái gì cũng sợ tội phước. Nó không là Phật tử, nó không nghĩ gì hết trơn á. Trời á, miễn tính sao có lợi thì làm thôi. Mấy cái đó nó dễ dàng, nóng máu lắm không? Mình si hơn thiệt, nó không có si hơn thiệt. Cái đó dễ tức lắm. Tại vì mình còn biết phải biết trái, nó không biết gì hết trơn trời á. Tôi nghĩ ai cũng gặp chuyện này. Gặp những cái kẻ đó khó nói vô cùng. Giận quá không lẽ cô cây đầu nữa chứ. Nó là vậy á. Về mặt cái tính xã hội, cơ bản nó là như thế. Ví dụ tôi nói với các vị, cái câu chuyện cái tôi kể trong cái bài Khi đồng tiền lên ngôi á, tôi đưa ra rất là nhiều câu chuyện thương tâm về đồng tiền. Nhưng mà các vị thấy có những câu chuyện mà chúng ta thấy cũng đáng tức. Cái anh này ảnh gửi về cái người thân giữ giùm cho ảnh là 100.000 đô. Và ảnh nói như thế này: lấy tiền đó gửi vào ngân hàng thì lời cứ lấy xài, còn vốn thì để lại cho ảnh. Khi nào anh ta cần thì anh ta lấy. Thì gửi lại một thời gian dài như thế, người nhà xài cả lời lẫn vốn xài hết luôn. Khi anh ta cần, anh ta điện về, anh ta hỏi số tiền đó, người nhà nói ngược lại rằng là mày đâu có gửi tao. Các vị nghĩ những cái này thế nào? Nếu các vị là nạn nhân ở trong đó, các vị gửi tiền, ta nói như vậy, các vị nghĩ sao?
Nhưng mà tại sao người ta gì? Cái người giữ tiền người ta vẫn biết rằng người định cư ở nước ngoài không có chủ quyền ở Việt Nam. Vì vậy trên mặt giấy tờ người ta không thể đứng được với bất cứ cái gì. Cho nên người ta nghĩ rằng thôi kệ đó, chúng ta lại mang cái nghĩa gọi là phản bội gì đó, mang mặt kẻ ác gì đó, thì nó cũng bó tay thôi chứ làm gì được mình. Dĩ nhiên về trên mặt luật pháp là nói có sách mắt có chứng chứ. Làm ăn phải giấy tờ hẳn hồi chứ, bất cứ một cái gì cũng phải có chứng từ. Cái này mình tin tưởng vào tình nghĩa cho nên đâu có chứng từ gì đâu. Cái người bên kia ức quá cho nên mới thê giang hồ. Dường như là cái mục đích là xử chính người trong một gia đình. Nhưng mà cuối cùng là một cái sự can thiệp kịp thời của các ngành chức năng, ngăn chặn được một sự thảm sát đáng sợ như thế. Tức là quyết tâm giết chính người trong một gia đình để trả thù cái cách mà nói ngược á. Mà thiệt các vị thấy rằng có những cái mà khi mình đọc trong báo mình nghĩ tại sao trong cuộc đời lại có những người cái cách hành xử như vậy. Tiền hay là cái gì đó của người thân mà chúng ta lại suy nghĩ cái cách gì đó, và chúng ta lại cái miệng nào để chúng ta nói ngược như vậy. Nhiều khi mình nghĩ không ra. Trời, trong cuộc đời mà mình giữ đồ giùm ai đó này kia cái nọ đó, thật sự mình lo sợ muốn chết đi. Tôi sợ nhất là giữ đồ giùm. Mà ví dụ là giữ đồ giùm lỡ có mất thì ở đây cái người giữ cũng đôi khi phải có trách nhiệm nữa chứ. Chứ đâu phải đổ thừa cho mất là xong. Nếu người có lương tâm và có cái suy nghĩ là người ta cảm thấy rằng cái đó vô tình do ai lấy đi, người ta cũng phải tự biết mình làm gì. Thì cái đó mình cảm thấy mình có lỗi. Cho nên nhìn những cái này chúng ta thấy cái gì? Quan trái của con người gây ra. Rồi chúng ta nói là sao cuộc đời á, nhiều quan trái khổ đau do lòng của chúng ta mà thôi. Tham lam, ích kỷ, thù hận, ganh tị gì đó, bằng những cái này cái kia, bằng cái tâm của phiền não đó, nó dẫn chúng ta suy nghĩ nhiều cái để chúng ta làm khổ người. Rồi bên cạnh đó có những cái khổ mà khổ tập thể lớn hơn nữa, bằng cái gì? Bằng những cái gọi là bạo động nè, rồi thảm sát nè, rồi bên cạnh đó là chiến tranh. Đây là những cái gây đau thương chết chóc mà có cái số lượng lớn. Bạo động thảm sát là những cái mà giết tập thể, chúng ta thấy vậy. Những cái ôm bom tự sát chết tập thể, cái đó người ta đều gọi là thảm sát. Rồi bên cạnh đó là chiến tranh, gây đau thương chết chóc, mất mát đủ thứ điều mà người ta đã thống kê được trên thế giới. Người ta nói từ quá khứ lịch sử đến bây giờ, thế giới đã trải qua hơn 2.500 cuộc chiến lớn nhỏ. Và người ta thống kê rằng cái số lượng người chết bỏ mình cho chiến tranh là trên 5 tỷ người. Như vậy trên toàn trái đất này hiện giờ đang có khoảng 7 tỷ người đang sống. Mà cuộc chiến từ quá khứ đến bây giờ trải qua hơn 2.500 cuộc chiến, nó đã làm chết đi là hơn 5 tỷ người. Cái số lượng này kinh khiếp lắm chứ phải vừa. Và chúng ta bằng cái hiểu biết, chúng ta đọc về lịch sử nè, chúng ta nhìn vào thực tế nè, chúng ta thấy cái gì? Chiến tranh là đáng sợ, có phải không? Phải nói là chiến tranh là đáng sợ. Đất nước nào rơi vào chiến tranh là đất nước đó khổ đau, nghèo đói, bệnh tật, chia ly, thương tâm xảy ra. Không có một đất nước nào rơi vào chiến tranh mà chạy khỏi vấn đề này. Mà trong cái độ tuổi của chúng ta, trong một thời đại công nghệ thông tin đưa đến cho chúng ta một cái rất những thông số và những hình ảnh rất là rõ ràng. Từ những cuộc chiến gần đây nhất chúng ta thấy ở Iraq, ở Libya, rồi ở Syria, rồi Ukraine, vân vân, chúng ta thấy đất nước nào rơi vào chiến tranh cũng khổ đau hết đó. Đem đến sự lầm than khổ đau, cho nên con người ta sợ chiến tranh. Và các tập thể trên thế giới và kể cả các tôn giáo đều chống chiến tranh, kêu gọi hòa bình. Và một trong những đất nước mà yêu chuộng hòa bình là những đất nước như Việt Nam. Tôi phải nói là như vậy. Tại sao vậy? Đất nước Việt Nam là đất nước trải qua cái thời gian chiến tranh quá lâu dài. Hàng ngàn năm chịu nô lệ bởi giặc, giặc Tàu. Hàng trăm năm giặc Tây, bao gồm cả Pháp và đế quốc Mỹ. Như vậy chúng ta thấy rằng đất nước chúng ta chịu một bề dày chiến tranh, đau thương, mất mát, nghèo đói. Cho nên chính cái kinh nghiệm đó, người Việt Nam yêu chuộng hòa bình là lẽ đương nhiên.
Và những người đã từng thấy rằng đất nước Việt Nam lâm vào trong chiến tranh khổ đau, cho nên cũng rất là nhiều nước chống chiến tranh Việt Nam. Chúng ta thấy điều đó là như vậy. Cho nên những cái con người Việt Nam rất là cảm thông. Và bây giờ ở đâu nghe nói chiến tranh là sợ. Tôi là đọc báo là tôi để ý mấy cái hình ảnh này nhất. Cứ thấy là những nơi nào có như vậy là tự nhiên mình cảm thấy mình sợ. May mắn là mình sanh ra trong một cái thời mà buổi gọi là thời bình. Tôi sinh ra có một năm một là Việt Nam kết thúc chiến tranh. Vậy tôi sinh năm mấy? Phải tôi biết vậy tôi mới má tôi sanh trước vài chục năm để cho kết thúc sớm sớm chiến tranh. Tôi nói như vậy con người chửi tôi. Tôi nói này nó giống như mấy cái người mà xây nhà đó các vị biết không? Xây nhà cái xây cái cục gạch cuối cùng là xong á. Cái người ta nói sao? Biết nãy xây ngay cái cục này nó đã xong từ lâu rồi. Thì nói đùa cho vui như vậy. Như vậy thì vừa rồi á chúng ta làm lễ ngày 30 tháng 4. Thì ở đây khi chúng ta làm lễ là giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Tôi sinh ra trong cái thời bình, tôi không hiểu gì về quá khứ lịch sử chiến tranh. Nhưng mà chúng ta đọc những lịch sử, chúng ta thấy rằng cuộc chiến nào cũng đem đến sự đau thương cho rất là nhiều người. Vì vậy trong khi những lần đi trong và ngoài nước tôi trao đổi cũng có những lời qua tiếng lại. Nhưng mà riêng bản thân tôi nghĩ rằng là tất cả nó đều là quá khứ. Chúng ta thấy một đất nước chúng ta được bị chia đôi từ năm 1954 sau Hiệp định Geneva được ký kết ở tại Thụy Sĩ. Và khi lúc đó thì đất nước bị chia đôi như vậy, chúng ta thấy cảm giác cái điều gì? Người chung trong một đất nước mà phải nhìn nhau bằng hai cái thái độ á, đây là chúng ta rất là đáng buồn. Chúng ta thấy rằng trong một gia đình nha, mà dĩ nhiên trong một gia đình vì lý do nào đó chia ra hai phe, phe này bên đây, phe này bên đây, trong một gia đình mà đây là anh em chị em mà nhìn nhau bằng hai cái cách và hai thái độ và nhìn nhau như một cái gì đó nó không thân thiện, đây là cái nỗi đau khổ cho mỗi gia đình. Thì chúng ta nghĩ một cái gia đình lớn nó cũng mang cái nghĩa như vậy. Trong một gia đình lớn mà chia đôi như vậy, có nghĩa là chia đôi đất nước, thì chúng ta thấy cái điều gì? Riêng bản thân tôi không nằm trong cuộc chiến, tôi không là nạn nhân cuộc chiến, tôi không hiểu gì cả, mà tôi chỉ mang cái nghĩa một người học Phật nhìn một cách rất khách quan. Cho nên tôi nghĩ rằng sau khi thống nhất đất nước, cái niềm vui này không phải niềm vui kẻ thắng người bại, mà niềm vui ở đây là chúng ta không phải là con dân chung trong một đất nước mà để gọi là nhìn nhau bằng cái thái độ hận thù nữa, và không có mang cái nghĩa là chính người mình giết người mình. Cái đây là điều mà quan trọng như vậy. Và tôi đã từng trao đổi với các chú các bác và những người đã có một cái thời gian tham chiến, và người ta có nhiều cái ký ức suy nghĩ khác nhau, bởi vì họ là người trong cuộc. Và chúng ta là người sanh sao đẻ muộn. Tôi có thể nói là tôi là người sanh sao đẻ muộn, tôi không biết. Và có thể ngày xưa tôi từng tham chiến, tôi chết tôi mới tái sanh lại. Tôi cũng không hiểu về việc đó. Nhưng mà cái nhìn của một người học Phật thì tôi có đánh giá, tôi trao đổi với các chú các bác đó rằng đôi khi tôi gặp nhau cũng nói chuyện chứ, rồi cũng phân bua bình phẩm thế này thế kia. Nhưng tôi nói là riêng tôi là một thầy tu và những cái người của thế hệ sau, tôi có một suy nghĩ nó như thế này: tất cả chúng ta đều là nạn nhân của cuộc chiến. Như vậy sau khi cuộc chiến kết thúc, chúng ta dù ai đều phải vui là chúng ta không còn thù nhau và chúng ta không còn hãm hại nhau khi chúng ta là cùng màu da sắc tộc và một tổ quốc của một dân tộc nữa. Đây là điều phải nói là đáng mừng. Người chiến thắng cũng không có hãnh diện gì về việc này, mà người thua cuộc cũng không mang cái nghĩa gọi là đau thương gì cả, bởi ở đây là có cơ hội để chấm dứt sự quan trái này của anh em chung một nhà, của con dân chung trong một đất nước là hạnh phúc rồi. Với cái quan niệm của tôi suy nghĩ là như vậy. Cho nên tôi nghĩ khi cái gì nó đã trôi qua thì đó là một cái quá khứ lịch sử. Và tôi trao đổi, tôi nói rằng cả cuộc đời chúng ta còn nhiều cái lý do để sống, để an vui, để hạnh phúc, để cống hiến, chứ không phải để sống trong cuộc đời ôm một cái thù hận dĩ vãng gì đó.
Như vậy với một người học Phật, tôi cảm thấy rằng những suy nghĩ như vậy là nó không thoải mái. Cả cuộc đời chúng ta không an vui. Tất cả những cái điều trong quá khứ nó đã trôi qua rồi. Những người đã từng gây quan trái với nhau cũng đã từng nằm xuống hết rồi. Bây giờ tất cả chúng ta là những thế hệ mới đang làm. Mọi thứ chúng ta phải có một nhìn tích cực, đó là cái nhìn theo Phật giáo. Những gì quan trái cho trôi theo nước. Và vì vậy ở đây những người đang là chúng ta là không có gieo quan trái. Ví dụ như tôi đâu có dính dáng gì tới điều đó. Nhưng mà không khéo những cái người này gọi là, người ta nói là gì đó, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng đó, vô tình mình bị ghét lây. Nó mang cái nghĩa như vậy, nhưng mà không nên. Tôi có trao đổi với các vị này, cuộc đời chúng ta không đủ dài để chúng ta suy nghĩ buồn phiền những cái điều đó, mà một người thông minh cần phải bỏ qua. Và khi chúng ta cho rằng chúng ta là một nạn nhân của cuộc chiến, dầu ở bên đâu chiến tuyến, chúng ta đều là như vậy cả. Chúng ta đều có mong muốn rằng để thống nhất chung trong một đất nước, để chúng ta đừng có đem đau thương đến cho dân chúng, cho tổ quốc của chúng ta là đủ rồi. Tôi trao đổi với các vị này và tôi nói rằng là bản thân chúng ta có dính dáng đến cái điều này trong quá khứ, nhưng mà thế hệ của chúng ta sau này nó lại sanh ra như một tờ giấy trắng. Một số người lại đem nỗi lòng phẫn uất buồn phiền kể lại và đầu độc, và giống như là khích lệ để cho những cái thế hệ tương lai nó không dính dáng gì hết, nó không hiểu biết gì hết, nó cũng phải ghét lây thù lây theo suy nghĩ của chúng ta nữa. Vô tình như vậy chúng ta kéo quan trái này triền miên, làm đau khổ bằng những cái suy nghĩ, ý niệm, tưởng tượng, trong khi mọi việc nó đều là quá khứ. Trong cái việc trao đổi của tôi, những cái chú bác mà đã từng trực tiếp nói chuyện với mình thì rất là thoải mái. Bởi vì trong cái vấn đề này tôi phân tích ra, các vị đó vì một phần là học Phật cho nên các vị thoải mái và suy nghĩ đồng tình. Còn có những người không đồng tình hay là gì đó, đó là chuyện riêng. Còn cái này tôi nói lên cái nỗi lòng riêng mà khi tôi có những cái dịp mà tôi trao đổi, tôi ngồi nói chuyện. Tôi nói với các vị đó là tôi là người sanh sau đẻ muộn, tôi không hiểu gì hết. Nhưng mà với một cái thực tế, trong cái tầm nhìn, và nhất là tôi là người học Phật nữa, tôi có những cái suy nghĩ theo cái nhìn của Phật giáo. Và riêng tôi thì tôi có cảm giác là như vậy. Và tôi chỉ mong rằng là những cái điều đó ai cũng muốn hạnh phúc, an vui. Và đời chúng ta không có nhiều cơ hội để hạnh phúc, tại sao chúng ta không biết ban tặng lấy chính mình, mà chúng ta lại để những cái đó làm đè nặng trong lòng mình, làm khổ tâm. Sự thật là như vậy. Chúng ta khổ tâm bởi những chuyện nó đã trôi qua mấy chục năm rồi. Và chính vì vậy trong một bài giảng tập buông xả tại Đức, tôi cũng đã chia sẻ với mọi người, chỉ có chính chúng ta ban tặng cho chúng ta, tự chúng ta chia sẻ với chính chúng ta, và tự chúng ta cứu giúp chúng ta thoát khỏi những ràng buộc, những ý niệm thương tâm như vậy. Cho nên bản thân tôi cảm thấy rằng mình là người học Phật, mình có một cái nhìn cởi mở hơn. Nhưng mà người không học Phật rất là khó, chứ không phải bình thường. Cho nên nhìn theo cái nhìn của đời khó giải quyết được các vấn đề lắm các vị. Các vị thấy rằng Đức Phật chúng ta là một người mà gọi là tiên phong trong cái việc mà gọi là kêu gọi hòa bình. Đức Phật là hiện thân của hòa bình. Đức Phật chúng ta đã can thiệp biết bao nhiêu cuộc chiến trong cái thời đại của Ngài. Bởi vì Ngài biết rằng cuộc chiến dù thế nào đi chăng nữa vẫn đem đến đau thương cho vô số người. Và đại diện nhất là trong một bài kinh mà Đức Phật có đề cập đến cái cuộc chinh phạt của vua là A Xà Thế, chuẩn bị cất binh chinh phạt một đất nước Bạc Kỳ đó, Va Chi đó. Bởi vì vua A Xà Thế rất là giận tức khi biết rằng là dân Va Chi đã cướp bóc lương thảo của Ma Kiệt Đà. Bởi vì sao vậy? Chính vì chỗ đó cho nên là vua A Xà Thế mới định cất binh là chinh phạt nước Va Chi á, nhưng mà còn do dự, cho nên mới đề cử một cái vị cận thần là Vatchakara đó mới đến thưa hỏi với Đức Phật rằng là vua tôi để chuẩn bị cất binh chinh phạt dân Bạc Kỳ, bởi vì dân Bạc Kỳ đã là cướp bóc lương thảo của dân Ma Kiệt Đà như thế như thế. Thì lúc đó Đức Phật không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, mà Đức Phật hỏi A Nan về các cái vấn đề trong đất nước Bạc Kỳ. Thì trong 7 tiêu chí mà Đức Phật hỏi đó,
Thì hỏi dân Ba Chi có từng hội họp và giải tán trong đoàn kết không? Có từng tôn trọng các vị trưởng lão, các vị tu hành có đạo đức không? Dân Ba Chi có từng là cướp bóc ăn hiếp với dân chúng không? Tất cả mọi thứ A Nan đều trả lời không không và mọi điều tích cực. Và sau 7 cái điều mà vấn nạn đó đó, thì cái vị đại thần Vatsakara mới nói rằng dân Bạc Kỳ chỉ cần một trong 7 yếu tố đó thôi thì Ma Kiệt Đà không thể nào đánh bại, chứ đừng nói là có đủ 7 yếu tố đó. Và cái này các vị đọc trong kinh tụng hàng ngày do thầy Nhật Từ biên soạn á, có cái bài kinh này. Vì vậy ngài đã gián tiếp giải tỏa các vấn đề và để làm tránh đi một cái cuộc chiến thương tâm, và còn vô vàn những cuộc chiến khác mà Đức Phật cũng đã từng can thiệp như vậy. Và trước đây chúng ta cũng đã từng nghe một bài pháp mà do Thượng tọa Hạnh Bình giảng cho chúng ta. Thượng tọa Hạnh Bình có đưa ra một vấn đề mà xưa nay thật ra tôi cũng không có nghĩ tới, nhưng mà ngày hôm đó nghe giảng cho đạo tràng, tôi nắm bắt được ý tưởng này. Đây là một ý tưởng mà ít ai nghĩ ra và ít ai bình luận trong các cái vấn đề lịch sử, là nói rằng Đức Phật đi xuất gia nhiều yếu tố cao thượng, mà trong đó có một phần là vì muốn an lành, muốn bảo vệ kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Bởi vì trong thời buổi đang là của ngài, kinh thành Ca Tỳ La Vệ là vương quốc của ngài đó, là nhỏ bé so với những đất nước lớn xung quanh đó. Ví dụ như những đất nước như Kosala hay là Ma Kiệt Đà là những cái quốc gia lớn hùng mạnh, còn như Ca Tỳ La Vệ đó là quốc gia nhỏ thôi. Mà Thượng tọa Hạnh Bình phân tích trong điều đó, tôi có suy nghĩ, đúng là những cái học giả, những cái suy nghĩ có những cái khác. Ngài nói rằng chính vì ngài đi xuất gia cũng là vì hạnh phúc cho dân chúng kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Bởi vì ngài đi xuất gia, ngài đã độ được các vị vua ở những cái quốc gia lớn như vậy, như là Ma Kiệt Đà thì vua A Xà Thế, là những quốc vương hùng mạnh mà là đệ tử của Đức Phật rồi, thì ai dám đụng Ca Tỳ La Vệ nữa. Bên cạnh đó, vua Ba Tư Nạc là vương quốc của một cái đất nước Kosala hùng mạnh không kém Ma Kiệt Đà, mà cũng là đệ tử của Đức Phật nữa, thì dường như là các vị vua chúa thời điểm đó là đệ tử của Đức Phật hết rồi. Cho nên một cái quá trình dài như thế, vương quốc Ca Tỳ La Vệ được nằm trong sự bình an, và hầu như là cả các quốc gia thời điểm đó đều là đệ tử của Đức Phật, cho nên không có ý niệm chinh phạt nhau, chiếm đánh với nhau trong cái thời buổi của ngài. Phải nói là ngài hiện thân của hòa bình, của an vui thật sự. Những lời đạo đức và trí tuệ của Đức Phật đã làm được điều đó, đã đem đến hạnh phúc trong giai đoạn của ngài rất là tuyệt vời. Phải nói điều này lịch sử phải công nhận. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng Liên Hiệp Quốc đã công nhận ngày Vesak là cái ngày lễ văn hóa thế giới, công nhận từ năm 1999 và được cử hành những cái đại lễ Vesak quốc tế cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta thấy năm vừa rồi Việt Nam cũng chúng ta cũng đăng cai được lần thứ hai, lần đầu tiên là năm 2008 và năm vừa rồi là lần thứ hai là năm 2014. Chúng ta cũng có diễm phúc để đăng cai để mà tổ chức một cái lễ Vesak trọng đại như vậy. Và chúng ta thấy cái gì? Đức Phật là được thế giới công nhận, và Liên Hiệp Quốc mới thừa nhận rằng là chỉ có lời dạy của Đức Phật có thể góp phần để hạn chế chiến tranh và đem đến hòa bình, an lành cho nhân loại. Người ta công nhận lời dạy của Đức Phật có thể góp phần được cho điều này trong một thế giới có nhiều biến động như vậy. Vì vậy cho nên người ta tôn vinh Đức Phật như một con người hòa bình, biểu tượng của Phật giáo, bằng lòng từ bi, bằng vị tha, bằng bao dung, bằng độ lượng, đã giúp cho con người tránh đi những thù hận, ích kỷ và vấn đề là tham tàn mọi thứ, làm cho con người người ta tỉnh táo hơn. Các vị quốc vương vào thời điểm đó bằng lời dạy của Đức Phật cũng giúp cho các vị này cởi mở được các suy nghĩ tiêu cực. Chẳng hạn vua A Xà Thế chuẩn bị cất binh đánh nước Bạc Kỳ, khi hỏi Đức Phật, Đức Phật trả lời các vấn đề, vua A Xà Thế đã giải tỏa được trong suy nghĩ và không có làm những chuyện đau thương cho quốc gia mình hay quốc gia người nữa. Vậy thì những lời dạy của Đức Phật nếu được ứng dụng nó là như vậy. Riêng ý niệm tôi thì tôi thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật giúp chúng ta giải quyết các vấn đề thù hận tốt hơn. Hãy nói là như vậy, trong cuộc đời á thì khó ai có những cái lời khuyên giống như vậy lắm. Cơ bản nhất là người ta còn suối nữa.
Bản thân tôi ngày xưa nè, ví dụ chúng ta đi học, chúng ta có hai anh em, tự nhiên nó bắt bồ, nó xúi hai anh em đánh lộn nhau à, nó kích động vào cái tự nhiên chúng ta hai anh em tự nhiên quánh lộn nhau à. À, quánh lộn nhau để làm gì? Để cho mấy người lớn nó coi. Mà tôi ngày xưa tôi cũng làm những chuyện ngu ngốc như vậy à, tự nhiên bạn bè trong lớp của nó cá độ, của nó cáp tôi. Mà tôi có bao giờ tôi biết đánh lộn đâu à, mà nó cáp tôi, nó nói nào đụng trước làm cha, nào đụng sau làm con à. Thì mình là con nít mà nghe mấy cái đó, cái máu mình nó cũng nó nóng chứ. Tao dạy gì tao làm con à. Thành ra thằng kia nó cũng nghĩ tao dạy gì tao làm con mày. Vậy đó, rồi cuối cùng à, thằng nào muốn làm cha cái nhảy vô quánh lộn à. Nó vậy đó, nó không giúp cho mình giải tỏa các vấn đề. Cho nên có những gia đình, nhất là vừa rồi cách nay khoảng một tuần đã có gia đình cô đó sắp đổ vỡ đó. Cô đã có tâm sự với tôi nói điều tuyệt đối đầu tiên nhất là cô không kể chuyện này cho bất cứ người nào bên ngoài. Đầu tiên là tôi ngăn cái đã, không ai giúp cô để được hạnh phúc đâu. Mà đôi khi có những lời khuyên kém thông minh có thể phá nát gia đình của cô và nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Cho nên trong cuộc đời đừng dội mà tâm tình những chuyện của mình với những người bên ngoài. Đôi khi con người chúng ta ngộ, đau chân há miệng gặp ai cũng kể chứ à, chuyện của nhà mình mà đi ra gặp ai cũng kể chứ á. Thay vì không ai hiểu gì chân, bây giờ do mình kể ta hiểu đầy hết á. Còn ta hiểu được mình tốt không à, mình tốt, gia đình mình tốt không, mình tốt, chồng mình tốt không. Nó cuối cùng xấu một đám như thế. Và khi đem ra cái chuyện bên ngoài đó, có bao giờ ai được tốt đâu à, mình kể phần phải về mình, cái mình nói bả nói vậy chứ bả mà thế thế thế. Rồi cuối cùng mình nói tốt mình ra nó cũng đâu cho mình tốt đâu. Thành ra chính vì chỗ đó, đầu tiên là tôi ngăn câu này trước đã. Tôi nói cô đau khổ vì cái chuyện nội bộ gia đình cô thì đúng á. Nhưng mà điều quan trọng nhất là hãy hạn chế tối đa việc đi kể tâm sự với những người bên ngoài. Nó còn tâm sự với người thân thôi. Tôi nói người thân mình nó mới bỏ sỉ mình đó à. Không lẽ tôi nói với cổ là có chuyện gì kể tôi nghe thôi. Xin thưa với các vị, cơ bản nhất là tôi muốn như vậy. Cái nỗi khổ của mình đừng vội gặp ai cũng kể. Bởi vì cơ bản nhất, người đời bằng cái tình đời á, khó giúp chúng ta giải quyết được các vấn đề hợp tình hợp lý lắm. Mình phải tìm một con người nào nó vượt thoát cái nhìn của đời. Ví dụ như ở trong xã hội mà có những cái vị nào trưởng lão, có những vị nào thuộc về dạng và gọi là đạo đức giáo dục gì nhiều cái mà mình đáng tin cậy, và bên cạnh đó có những cái vị thầy tâm linh, họ sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tích cực hơn. Còn bằng không, người ta châm dầu vào lửa, chúng ta kể vô tình người ta biết được cái mối quan hệ của hai người rạn nứt, thì những người không thích mình họ sẽ tìm cách họ châm dầu vào lửa một cái cách tiêu cực, và họ phá nát những cái chuyện của mình. Thay vì mình cũng có thể giải quyết được bằng thời gian, cuối cùng bằng những sự chăm chọt như thế, bên kia chọt vô vài tiếng, bên đây chọt vô vài tiếng, mình có cảm giác giống như nó bên vực cho mình, nhưng thật sự nó phá nát hết cái trong nội bộ của mình không ai. Vì vậy điều quan trọng nhất là không có vội kể lu tu bu với những người ngoài. Đôi khi mình khổ quá mình kể cho bớt khổ đó mà à, nhưng mà vô tình khổ hơn à. Cho nên tôi có thấy những cái bức tranh biếm họa đó, họ minh họa một cái hình mà tôi thấy rất là hay. Ở trong đó người ta chú thích cái hình ảnh đó bằng cái câu là: mình thấy dường như người ta cứu giúp mình nhưng thật sự không phải. Thì á, thấy chú thích như vậy thì nhìn vô cái hình, các vị thấy điều gì? Tôi thấy trong hình nó minh họa là vậy nè: một người này rớt xuống vực, rồi một người nằm ở trên miệng vực đó đó. Thì người rớt xuống vực leo lên không có được, còn cái người ở trên miệng vực á thì bò ở trên miệng vực vậy nè, cái đưa tay xuống vậy nè, mà người kia tuốt ở dưới cách mấy chục mét ở dưới mà đưa tay vậy đó, đưa tay để tao kéo lên. Trong khi đó cái cây thang để kế bên đó nó không đụng tới. Nó để cây thang nằm kế bên đó mà nó nằm đưa tay vậy nè, đưa tay tao kéo lên cho. Còn người ở dưới vực á vậy nè, đợi chờ. Như vậy ở đây người ta minh họa trong cái hình là thấy người ta dường như giúp mình nhưng thật sự người ta không có giúp. Tôi suy nghĩ tôi cảm thấy rằng biếm họa nhưng rất hay. Đừng nghĩ rằng có những người họ nói dường như họ ủng hộ mình, nhưng mà không phải vậy đâu.
Vì vậy cho nên chuyện mà tu học rồi chúng ta cần tỉnh táo để đánh giá trong các tình huống. Có những người chúng ta thấy dường như họ ủng hộ mình nhưng mà họ đang phá hoại mình đó. Và bên cạnh đó còn có một số trường hợp là ngu dốt cộng với sự nhiệt tình bằng sự phá hoại nữa. Nó nhiệt tình kiểu ngu ngốc quá, nó phá mình tan nát hết trơn hết rồi. Nó như thế. Đây là tôi muốn nói với các vị. Và vì vậy những lời Phật dạy là những cái cách nhìn của trí tuệ. Đức Phật dạy cho chúng ta những cái cách mà giải quyết các vấn đề. Đức Phật từng nói trong kinh Pháp Cú, để giải quyết hận thù không phải bằng sự tức tối hay là bằng sự trả đũa mà giải quyết được đâu. Đức Phật từng nói câu gì? Hận thù diệt hận thù. Cái gì nữa? Đời này không thể có. Cái gì nữa? Từ bi diệt hận thù là gì? Là định lực ngàn thu. Thôi để tôi đọc hết luôn cho rồi. Đúng không? Đức Phật dạy rất rõ. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định lực ngàn thu. Câu này thôi đã nằm trọn cái ý tưởng của Thầy Đồng Thành giảng hồi sáng rồi đó. Như vậy ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách để giải quyết các vấn đề hận thù. Nhưng mà chúng ta không học Phật, chúng ta nói ngu gì chịu như thế. Người không học Phật là vậy đó. Người không có ứng dụng tu tập là ngu gì chấp nhận như thế. Chỉ cần dùng một tiếng ngu gì thôi, con người ta có thể dám bán mạng cho những hành động có thể là thiếu đi cái khôn ngoan. Chỉ vì tự ái, chỉ vì bản ngã, chỉ vì cái đó, người ta sẵn sàng người ta làm tất cả. Chúng ta thấy như vậy. Cho nên riêng tôi thấy rằng trong đạo Phật là hóa giải hận thù và không bao giờ nuôi mộng hận thù trong tất cả các vấn đề. Dù người làm khổ mình cũng không hận thù. Các vị thấy đại diện như Đức Phật chưa bao giờ hận thù Đề Bà Đạt Đa, đúng không? Cái điều đó nếu xảy ra với tôi tha Đề Bà Đạt Đa lắm. Có phải không? Đề Bà Đạt Đa mà làm tôi như thế đi, tôi đâu có tha, cho nên cả đời này tôi đâu làm Phật được đâu. Đúng không? Bởi vì tôi không chịu nổi như Đức Phật. Nhưng Đức Phật là người chịu nổi về điều đó. Đức Phật chưa bao giờ nguyền rủa Đề Bà Đạt Đa trong bất cứ một kinh tạng nào. Mà chỉ có người sau á, có những cái chú thích hay là có những cái giải thích á, là nặng lời với Đề Bà Đạt Đa thôi. Chứ Đức Phật không có một lời nào nặng nề với Đề Bà Đạt Đa trong hết các kinh điển. Thậm chí Đức Phật còn cho rằng là Đề Bà Đạt Đa là một Bồ Tát nghịch hạnh của ta. Và cũng nhờ Đề Bà Đạt Đa đó mà ta sớm được thành đạo. Các vị thấy những lời dạy của Đức Phật chưa bao giờ có điều đó. Nhìn lại đệ tử của Đức Phật, các vị thấy rằng các thánh đệ tử của Đức Phật khi mà bị ngoại đạo hãm hại, có ai mang hận thù không? Và trong đó cái người mà thuyết pháp đệ nhất là ai? Là ai? Phú Lâu Na là một trong thập đại đệ tử thuyết pháp đệ nhất, đúng không? Mà Phú Lâu Na khi đi đến xứ Du Na, mà Đức Phật nói rằng cái câu cuối cùng mà Đức Phật nói đó, lỡ người ở Du Na họ giết ông thì ông nghĩ sao? Lúc đó Phú Lâu Na vẫn nói rằng là con vẫn cảm ơn họ, vì nhờ họ đó mà họ giúp con giải quyết được bản thân đầy ô uế và nghiệp chướng này. Mà đâu bao giờ nói rằng giết họ con nghĩ con tái sanh lại con giết lại họ à. Tức là không phải là Ngài nói vậy. Ví dụ như bình thường mà nói ai giết tôi trả thù lại, đúng không? Nhưng mà Ngài nói rằng nếu mà người Du Na hung tợn như thế, không chấp nhận sự giáo hóa của con mà tìm cách giết con, thì con cũng cảm ơn họ vì họ đã giúp cho con được giải thoát cái thân vô thường giả tạm ô uế này. Trong khi các vị thấy các vị tướng lĩnh mà chúng ta đã từng đọc ở trong sách sử, ví dụ như Quan Văn Trường đó là Quan Công á, các vị thấy không? Trong sách sử ghi lại là khi Quan Công mất á, ông trở thành một cái linh hồn trong không mà từng kêu gọi là hãy trả đầu tao, trả đầu tao. Và Thiền sư Phổ Tịnh là người được nghe về điều đó. Và Thiền sư Phổ Tịnh mới hỏi một câu rằng: này Quan Văn Trường, ông muốn á, trả đầu để làm cái gì? Nói là hãy mà trả đầu để mà sống trở lại để trả thù cái người mà cắt cổ ông, đó là Lữ Mông. Thì lúc đó Thiền sư Phổ Tịnh mới nói: vậy trong cuộc đời của ông cắt cổ bao nhiêu người, người ta có trả thù và người ta có đòi ông để trả lại như vậy hay không? Ngay cái câu của Thiền sư như vậy làm cho Quan Văn Trường tỉnh mộng. Cái này là sách sử ghi trong sử thôi. Nhưng mà tôi muốn nói với cái gì? Không ai cam về điều đó cả.
Không ai cam những người khác đổ quán cho mình cả. Chỉ lời Đức Phật mới giúp chúng ta giải quyết vấn đề đó thôi. Còn cơ bản cái tầm nhìn trong cuộc đời là 1 cộng 1 bằng 2. Thậm chí người ta làm mình 1, mình trả lại tới 10 nữa. Còn có những người họ thề vậy nữa, đụng tao tới 1, tao làm lại tới 10. Đó. Cho nên người ta không bao giờ có một suy nghĩ khác hơn. Vì người ta nghĩ rằng không trả thù lại là người ta cứ nghĩ là người ta ngu dại. Còn Đạo Phật không có dạy chúng ta cách đó. Đạo Phật dạy chúng ta cách cách là vượt lên chính mình. Cho nên Đức Phật mới nói thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình, đó là cái cách này. Đức Phật không cần một cái sức mạnh để mà bên ngoài, mà cần một cái sức mạnh là thắng lấy chính mình thôi. Các vị có thể nghe là một cái bài giảng tôi giảng tại Mỹ, đó là cái bài giảng là nhận diện chính mình. Các vị nghe bài giảng này sẽ hiểu hơn về ý tôi muốn nói hôm nay. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta là không giải quyết các vấn đề bằng hận thù. Các vị thấy Bồ Tát Thích Quảng Đức khi Ngài tự thiêu, Ngài viết những cái lời mà trước khi Ngài tự thiêu đó, các vị đọc hết trong những lời của Ngài đi, có một lời nào Ngài nói tôi thù hận chế độ Ngô Đình Diệm không? Không bao giờ có cái đó. Chưa bao giờ có một câu nào trong đó để nói là tôi thù chế độ Ngô Đình Diệm thế thế, không có. Mà chỉ kêu rằng chế độ Ngô Đình Diệm nên thức tỉnh, đừng làm những điều đau khổ cho dân chúng nữa. Các vị đọc hết những cái lời nguyện trước khi Ngài tự thiêu đi. Người Phật giáo là không có mang cái nghĩa hận thù, phải hiểu là như vậy. Cho dù người Phật giáo có lỡ thương tâm gì đó, gây ra chuyện gì đó, cũng là hành động rất là cao thượng. Cho nên tôi nhớ máng máng một cái bài thơ mà cởi áo cà sa khoác chiến bào đó. Thì cái này nằm trong những giai đoạn của quá khứ lịch sử. Nhưng mà tôi có ngờ ngợ một cái câu thôi. Trong 4 câu là cởi áo cà sa khoác chiến bào, tuốt gươm bồng súng diệt binh đao, ra đi là để trả thù cho nước, vì nghĩa dông thân hiến máu đào. Trong 4 câu này câu nào tôi cũng chấp nhận. Phải nói là như vậy. Chỉ có câu thứ 3 tôi cảm thấy ngờ ngợ về các ý tưởng của Phật giáo. Chúng ta có thể vì nghĩa dông thân hiến máu đào, nhưng chúng ta không có suy nghĩ một câu là ra đi để rửa thù cho nước. Chúng ta thấy dân chúng lầm than hay là chúng ta muốn làm một việc nghĩa, chúng ta có thể hy sinh cho bản thân mình, nhưng không xuất phát từ hận thù. Ai hận thù là cái chuyện của mọi người, nhưng tu sĩ là như thế. Tu sĩ học theo Phật vì chính nghĩa, vì cái gì đó, bảo vệ cái gì đó, làm bằng cả trái tim, bằng cả lương tâm, nhưng không nuôi hận thù. Và điều này một cô Phật tử vừa rồi cổ qua đời, mà cổ đã để lại một cái ấn tượng trong tôi. Đó là nhóm bác sĩ từ thiện Hoa Sen. Vừa rồi cô đi trên Thủ Đức, cô bị một chiếc xe taxi đụng cô, và sau đó là không lâu cô qua đời. Nhưng mà khi đụng cô rồi đó, cô cho taxi đó đi, và tự thân cô đến trong cái bệnh viện gần đó cô kiểm tra thì cô không nói gì. Và sau đó khi đưa về Chợ Rẫy thì dẫn đến tình trạng là chấn thương nặng, và cuối cùng dẫn đến cô qua đời sau đó trong vòng không quá một tuần. Nhưng mà một cái việc mà tôi rất là đáng khâm phục cô ở chỗ là khi cô biết mình sẽ chết thì điều quan trọng nhất là cô kêu những người thân đến đừng bao giờ làm khổ cái anh tài xế taxi nọ. Cô nói rằng dù bất cứ cái gì đi chăng nữa, nghiệp cô tới, cô chết thì hãy để cô lãnh, đừng làm khó và đừng có gì hết. Cô đã ghi lại những giấy tờ và dặn dò hết tất cả những người thân trong gia đình. Việc này dĩ lỡ, không ai cố ý gì cả. Cô nói bằng một cách rất là từ bi và một cách rất là mạnh mẽ như vậy. Nghe câu chuyện này tôi rất là khâm phục. Trong các vị thầy và Phật tử chùa mình cũng có đi lên đó tụng kinh và đưa tang cho cô về đâu tới dưới quê đó. Và tôi khi nghe lại như vậy tôi nghĩ người Phật tử nghĩ như vậy quá tuyệt vời. Những con người đã từng cống hiến cho xã hội, cho cuộc đời, rồi bây giờ khi những hoàn cảnh đó giác ngộ được rất rõ tính chất vô thường và nghiệp chướng, và người ta đã ứng xử cho các vấn đề một cách rất là từ tâm và đúng lý đạo. Và vì vậy tôi mới nói với các vị rằng một người tu của chúng ta không chứa chất hận thù trong các hành động. Nếu vì một cái việc nghĩa chúng ta bên vực một cái điều gì đó, chúng ta sẵn sàng, thậm chí chúng ta có thể hy sinh vì việc nghĩa, nhưng không phải vì hận thù mà chúng ta làm điều đó. Cái này là tôi nói cái quan điểm của Đạo Phật.
Cho nên trong cái bốn câu đó, câu nào tôi cũng quý cả. Cởi áo cà sa khoác chiến bào, đó là chuyện bình thường. Từ trong quá khứ lịch sử đến bây giờ, biết bao nhiêu thiền sư, biết bao nhiêu những người tu hành vì sự an nguy của đất nước, đó là chuyện bình thường. Thầy tu cũng cần thiết phải làm điều đó. Tuốt gom bồng súng diệt thương đau gì đó. Nhưng mà cái câu ra đi là để trả thù cho nước á, thì cái câu này chúng ta như một nhà tu, chúng ta sẽ giữ dụng một cái câu khác với quan niệm khác tốt hơn. Vì nghĩa vong thân hiến máu đào, đó là chuyện bình thường. Chúng ta vì cái lợi ích cho số đông, vì cái hạnh phúc gì, cho chính nghĩa gì, cái gì đó, chúng ta làm những việc đó là chuyện rất bình thường. Phải nói là một nhà tu còn có bản lĩnh hơn trong các hành động này. Đức Phật cũng đã từng làm những điều đó trong cuộc đời của Ngài. Ngài đã hy sinh vì chúng sinh. Cái câu này hy sinh đúng nghĩa. Còn đôi khi thật ra mà nói, chúng ta là những người tu nhưng mà chúng ta chưa có những cái việc làm gì nó phản ánh xứng đáng với những lời dạy của Đức Phật. Phải nói là như vậy. Các bậc tiền bối của chúng ta đã chứng minh quá nhiều các hành động đó. Nhưng thế hệ nhất là những người như thế hệ như tôi chưa có cảm thấy được làm hạt cát gì so với tất cả các ngài. Nhưng mà mình đã có quyền học, có quyền suy tư. Cái người mà gọi là tu theo Phật của chúng ta có những cái suy nghĩ rất là thấu đáo, cái suy nghĩ bằng cái cách gì đó, một cách tích cực và có trí tuệ và có tu tập. Ở đây tôi trân trọng rất là những người cư sĩ Phật tử, chứ không phải là một vài người như vậy đâu, nhiều lắm. Mà cái chuyện đó là cách nay một vài tuần gần gũi nhất tôi muốn chia sẻ với các vị để thấy rằng đó là cách hành xử của những người tu học theo Phật. Và bản thân tôi là một nhà tu, khi nghe quan niệm như vậy tôi cũng đã cảm thấy rằng một quan niệm quá đúng đắn và suy nghĩ như vậy. Và riêng cuộc đời của những người tu là đa phần các thầy có vấn đề xảy ra thì phải giải quyết bằng vấn đề như thế thôi. Và chúng ta phải hiểu rằng quan trái nên giải, không nên kết. Và Đức Phật cũng đã từng hành động điều đó. Đức Phật dạy cho chúng ta điều đó, nhìn nhận bằng từ bi, bằng tha thứ, bằng bao dung. Và vì vậy đa phần xảy ra các vấn đề trong gia đình, người Phật tử dù nam hay nữ đa phần chịu thiệt thòi hơn những cái người mà không tu tập. Nhưng chúng ta chịu thiệt thòi bằng cách có trí tuệ và có từ tâm, chứ không mang cái nghĩa là để cho những kẻ xấu lấn lướt chúng ta. Phải hiểu là như vậy. Không dồn người khác vào chỗ chết, nhưng không có nghĩa rằng để người ta được nước thả câu. Chúng ta có suy nghĩ như vậy. Cho nên cái bài ở Hiền Gặp Lành tôi chia sẻ với các vị. Còn cái gì đáng hy sinh, cái gì vì số đông, cái gì lợi ích đó, chúng ta chấp nhận thiệt thòi để vì số đông an vui. Đó là chuyện mà người Phật tử chúng ta nên làm. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên trong những lời Phật dạy đó, chúng ta cần trầm mình suy nghĩ, quán chiếu tư duy, lòng dặn lòng của chúng ta để trầm tĩnh trong các vấn đề. Mà tôi nói trong các bài giảng của các vị, việc gì cũng không quá quan trọng. Cái chết là cái đường cùng của cuộc đời rồi. Cho nên tất cả mọi thứ đừng suy nghĩ quá nhiều, bận lòng quá nhiều. Tất cả chúng ta cứ suy nghĩ là cái chết không cần bận lòng, chúng ta sẽ không còn lo lắng cho cái sống. Nên nhớ là như vậy. Vì chúng ta quá bận lòng cho cái chết, cho nên chúng ta mới sợ cái sống, sợ nhiều thứ, bận lòng nhiều thứ. Còn nếu chúng ta mà suy nghĩ quán chiếu được những lời Phật dạy, đến cái điểm cuối cùng trong cuộc đời là cái chết, mà chúng ta nghĩ ra cặn kẽ rồi, chúng ta sẽ sống thanh nhàn hơn và không bị cái sống làm chúng ta khổ đau. Phải là như vậy. Cho nên người tu cần quán chiếu tư duy về các vấn đề lời Phật dạy, làm sao hóa giải được hận thù. Và điều quan trọng nhất là sống bằng từ bi thì không hận thù. Trong cuộc đời ở đây là người ta vì tham lam, vì ích kỷ, vì ganh tị, vì đố kỵ, những cái tâm niệm này mới đẩy cho con người ta đến những cái hành động sai trái và dẫn đến hận thù. Còn nếu người học Phật chúng ta không để những cái tâm này chi phối, chúng ta sống cởi mở và nhịn nhường hơn, thì mọi việc chúng ta sẽ tốt hơn. Giống như hồi sáng tôi nói đó, miếng ăn là miếng tồi tàn, để mất một miếng lộn gan lên đầu à. Như vậy câu ca dao tục ngữ ở đời họ nói như vậy. Nhưng mà người học Phật chúng ta suy nghĩ gì? Chúng ta đã hy sinh chén cơm manh áo cho người khác được, thì có lý gì chúng ta phải lộn gan vì một miếng ăn? Nhưng mà sòng phẳng trong cuộc đời khi không có tu tập thì như thế. Phải nói là thì như thế. Còn nếu khi người chúng ta đã từng sống có từ bi, có chia sẻ, và chúng ta là người sống mà dặn lòng phải sống có ích cho cuộc đời, cho người thân,
thì thật sự miếng ăn không là cái gì cả. Nói chung là có những lúc tôi cảm thấy buồn cho một số trường hợp xảy ra, vì miếng ăn, vì chén cơm manh áo mà trong cái gia đình phải xào xáo, phải chém giết với nhau như vậy. Ví dụ có một cái người thanh niên vừa rồi mà bị kết án tù 20 năm á, chỉ vì một cái chuyện mà gọi là bán nhà, chia nhà trong nội bộ rồi không có thỏa thuận với nhau một cách ổn định á, rồi không kiểm soát được bản thân rồi phải rút dao đâm cái người chị mà qua đời. Rồi tòa kết án 20 năm tù. Tự nhiên mình đọc những cái này mình thấy sao mà có những điều mà đáng tiếc. Hoặc là chuyện mà mấy anh em mà dành nhau một miếng đất, vợ chồng người này dành nhau một miếng đất chia không đều gì đó, rồi cuối cùng mà chém nhau và vợ chồng bên kia phải tử thương thế thế. Mình đọc những cái này mình suy nghĩ rằng, ủa chén cơm manh áo đối với anh em hay này kia kia nọ, tại sao chúng ta phải dẫn đến điều đó được? Điều này không phải là nó nhiều trong xã hội, nhưng mà nó đã có xuất hiện trong xã hội, buộc lòng chúng ta phải suy nghĩ. Và chúng ta đặt một hoàn cảnh một ngày nào đó, những trường hợp ví dụ chia đồ không đều hoặc cái gì trong gia đình, chúng ta là em, là anh, là chị, chúng ta sẽ suy nghĩ và phản ứng như thế nào? Và người Phật tử phải suy nghĩ cặn kẽ điều này. Nếu điều đó cha mẹ chia ra không đều thì việc này tài sản của cha mẹ chứ không phải của mình, cho nhiêu xem như được nhiêu. Ví dụ cha mẹ không có tài sản để lại thì chia cái gì đây? Chia cái xác này mới mốt chết rồi cắt cho đứa cái giòn cái đầu, có dành nhau không? Có phải vậy không? Nhưng mà có một căn nhà, có một miếng đất để lại, vậy mà lấy từ căn nhà miếng đất đó chúng ta phải sâu xé. Người Phật tử phải suy nghĩ cái này. Cứ xem như những điều cả đời cha mẹ cực khổ để lại, giữ được thì tốt, không được anh em chia ra bao nhiêu cũng là vấn đề không quan trọng. Thậm chí không cần một phần nào trong đó cũng không thấy gì bận tâm. Dù cho có buồn buồn chút chút nhưng mà cũng đừng để mà phải chi phối chúng ta. Phải là như vậy. Chứ tôi thấy từng cái căn nhà miếng đất mà phải là như vậy. Tôi thấy nhiều người Phật tử kể tôi những câu chuyện thương tâm lắm. Cha mẹ chết còn căn nhà ở để giữ hương quả thôi, mà người này về đòi bán, người kia về đòi chia, người này hăm dọa, người này thế thế, sao tự nhiên cảm thấy gì đau thương quá. Có những cái trong cuộc đời không khéo hận thù dẫn ra từ những cái nguyên nhân mà không đáng để chúng ta phải hành xử như vậy. Khi người học Phật chúng ta nhìn thấu đáo. Nếu cha mẹ chúng ta không có một cái gì để lại thì chúng ta cứ quán chiếu như vậy đi, để nhẹ lòng. Đừng phải là gì đó hơn nhau, gì đó chút đỉnh gì đó, không cần thiết chúng ta phải quá ư là nặng lòng bận tâm với các vấn đề đó. Cho nên tôi chỉ mong rằng là một người học Phật suy nghĩ và làm một cái việc gì đó tích cực, mỗi một cá nhân như vậy, chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta góp phần làm hóa giải được rất nhiều những quan trái trong cuộc đời này. Ngày xưa tôi đọc trong cái quyển Thử Hòa Điệu Sống của nhà văn Võ Đình Cường, là một trong những người Phật tử lão thành đó. Ông viết trong đó có một câu: muốn cởi mở lòng người trước hãy cởi mở lòng mình. Đây là một câu mà tôi thấy quá hay. Quá hay. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thấy rằng là chúng ta chấp mắt như người khác thì không ai tha ai cả. Mà chỉ có một điều, chúng ta cởi mở cõi lòng, và con người chúng ta phải có hy sinh trước thì tất cả những người khác sẽ cởi mở và hy sinh cho chúng ta. Đừng buộc người ta hy sinh cho mình. Cái này tôi đã từng chia sẻ với rất nhiều tu sĩ, tôi cũng nói về cái này. Trong cuộc đời làm tu sĩ phải hy sinh cho chúng sinh trước đi, chứ đừng bao giờ suy nghĩ rằng chúng sinh phải vì mình. Cho nên có những tu sĩ cứ xúi Phật tử cái này, cứ giận cái kia, rồi thù hận cái nọ, một số thôi. Nhưng tu sĩ như vậy là không nên. Đừng lôi các Phật tử vào trong cuộc để gieo lên quan trái và những suy nghĩ tiêu cực. Ở đây chúng ta là tu sĩ phải có suy nghĩ tích cực, không hướng dẫn cho Phật tử đi đến một cái con đường an vui hạnh phúc tốt đẹp, thì cũng đừng làm họ lún sâu vào trong nghiệp chướng. Và bản thân mình là tu sĩ cũng phải như vậy, không có bất cứ cái gì mà để dẫn đến sự quan trái đau thương. Và phải quán chiếu được cặn kẽ, mình phải là một con người tu sĩ từ bỏ và hy sinh trước nhất, chứ không bao giờ để nghĩ rằng sòng phẳng như cuộc đời.
Và sống như vậy chúng ta mới thanh thản, mới nhẹ nhàng. Bởi vì bản thân của tu sĩ là gì? Là một khất sĩ mà. Đời tu sĩ muôn đời là khất sĩ, đi muôn phương trang rải ánh đạo vàng mà. Hay là nhất bát thiên gia vạn, cô thân vạn lý du, tùy nghi sanh tử sự, giáo hóa độ xuân thu là chỗ này. Một bác đi ngàn nhà, một mình muôn dặm xa, vì sự đại sinh tử mà phải đi giáo hóa trong suốt cuộc đời của mình. Như vậy điều quan trọng nhất là tu sĩ đừng để mình phải vướng mắc quá nhiều với tất cả các sở hữu. Phải nhìn thấy như vậy, phải có một suy nghĩ về tính giả tạm của nó. Bản thân mình nghĩ được vậy, mình mới giúp cho thiên hạ Phật tử nghĩ ra được điều đó. Còn ta không làm được điều đó, chúng ta không thể nào giúp cho người đời hiểu được. Vì vậy không thể giải quyết các vấn đề bằng những cách cố chấp hay là tham lam ích kỷ, bằng cái tính cách sân si thù hận, mà phải bằng trí tuệ mới giải quyết được các vấn đề. Và Đức Phật bản thân Ngài đã làm điều đó. Người Phật tử nếu lòng dặn lòng được, có thể là được ươm mầm những lời dạy của Đức Phật tốt được, thì chúng ta sẽ kiềm chế trong các hành động. Mà đầu tiên nhất để giải quyết các vấn đề Phật tử chúng ta muốn giải quyết tốt, thì cái chữ đầu tiên là chịu thiệt thòi một chút chẳng sao đâu. Câu này phải dặn lòng. Nếu một chút thiệt thòi chẳng sao đâu được, chúng ta có thể giải quyết được các vấn đề một cách tốt đẹp hơn. Đó là kinh nghiệm của tôi mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. Chứ còn á, cộng trừ nhân chia, nó chia 10 cây vàng á, tao sao đó 11 cây ngu gì tao chịu, 11 cây đó phải chia ra thằng 10 cây rưỡi chứ, tại sao vậy vậy vậy? À, chúng ta cứ như vậy không bao giờ giải quyết vấn đề. Mà suy nghĩ rằng à nó 11 cây thì cũng có sao đâu, ví dụ ba má không để lại cũng đâu có cây nào đâu. Ví dụ à, mình nghĩ em thấy nhẹ lòng, và thằng kia ôm 11 cây nó đâu có ức mình đâu, nó hơn mình cây mà ức gì, ức tao chẻ đầu mày chứ, có phải vậy không? Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Cơ bản nhất, cái gì chịu thiệt thòi một chút sẽ giải quyết các vấn đề rất là tốt đẹp. Và ai làm được điều đó? Người Phật tử không làm được điều đó thì người đời khó lắm. Cho nên các vị có học có tu làm được là tiên phong, thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Và sống như vậy có ý nghĩa và thảnh thơi trong cuộc đời này. Ít điều cơ bản nhất tôi muốn gửi gắm cho các vị trong khóa tu này. Chúc các vị giải quyết tốt vấn đề để được sống hạnh phúc và an lạc. Có gì thắc mắc không? Muốn về ra không phải không? Thôi buổi giảng chúng ta khép lại tại đây. Và lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Và chúc các vị một ngày tu thật sự an lạc, và đem an lạc này đến về nơi quê hương của mình. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.